Video hướng dẫn, cách truy cập khóa học Chào mừng đến với lớp học chuyên sâu về công dân của thành phố San Jose Tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cách truy cập khóa học dễ dàng Trước tiên, quý vị sẽ điều hướng đến trang chính của khóa học trên trang web của thành phố Ngay lúc này quý vị có thể đang xem video này từ đó Trong tương lai, quý vị có thể truy cập liên kết dưới dạng lối tắt bit.ly dấu gạch chéo s g c i v i c s v i e t lưu ý rằng chữ s g c và v viết hoa trên trang này quý vị sẽ có thể đọc được nội dung của khóa học quý vị có tùy chọn xem giáo trình chi tiết đi kèm với các nguồn lực bổ sung cùng xuống cho đến khi quý vị thấy nút đăng ký mở trang đăng ký và điền thông tin sẽ mất khoảng 5 phút để hoàn thành sau khi gửi mẫu quý vị sẽ thấy liên kết để khởi động khóa học nếu quý vị gặp sự cố khi mở liên kết này quý vị có thể sẽ phải tắt trình chặn cửa sổ bật lên trong cài đặt trình duyệt của mình để mở trang khóa học quý vị cũng có thể sẽ phải xóa bộ nhớ đệm khóa học hoạt động tốt nhất với các trình duyệt hiện đại được cập nhật quý vị cũng có thể quay lại trang chính trên trang web của thành phố và mở nút khởi động khóa học thao tác này sẽ mở khóa học trên một trang web khác sau đó Quý vị có thể bắt đầu khóa học. Lưu ý rằng khi quý vị bắt đầu khóa học, quý vị sẽ nhận được lời nhắc đăng ký, nếu quý vị đã đăng ký, hãy cứ tiếp tục. Khóa học được chia thành 5 học phần hoặc chương. Khi mở một học phần, quý vị sẽ được cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn và tùy chọn học thông qua việc đọc văn bản hoặc xem video. Nếu quý vị chọn đọc qua văn bản, quý vị có thể xem video dưới dạng tóm tắt sau khi hoàn thành tất cả các bài học của một học phần, quý vị sẽ có cơ hội được kiểm tra kiến thức của mình. Lưu ý rằng quý vị không cần phải học theo thứ tự. Nếu quý vị rời khỏi trang web của khóa học, quý vị lúc nào cũng có thể quay lại đó thông qua trang chủ, chỉ cần chuyển tiếp trở lại bài học mà quý vị đã bỏ dở trước đó. Sau khi quý vị đã hoàn thành tất cả các học phần và bài học, vui lòng tiến hành gửi bản tham khảo ý kiến khi hoàn thành để chính thức hoàn thành khóa học. Tại đây, quý vị sẽ có tùy chọn nhận chứng chỉ hoàn thành chính thức